tên lộn. Đủ má ai nhận mà làm anh em đâu mà mày ngồi mày nhận vơ gì hả? Mày xăm lộn mấy cái bài tôi diss người ta, mày nói cũng cặc gì, tôi nhận mày làm anh em. Mày ảo hả? Anh em nè. Này tao cơm bát dạy dỗ cái thằng nhóc khoác lác, tao bao ra cả tháng trời đáp như kiểu mày. Mà rồi ăn được tao thì đủ má mày dậy đi con ơi, trời sáng rồi. Trình ngang mày cứ vào này chạm được tới tao, kêu con nghẹt số này đéo cần dùng tới dao, để cho mày biết là ai hơn ai, trong khi nhạc mày đéo sát thương gì với tao. Nói cho mày nghe rồi thì đừng có quay nha, bài tao diss là bê quy bộ mày nhỏ hết thằng lồn. Đàn bà nhạy cảm như kiểu mày thì chơi nha, cái thằng cha con đi mẹ mà tao đem ra bởi hạ. Mày đáp ở đâm chém, mày đáp ở giang hồ, nghe lời tao dạy bớt xầm lòng lại đi con. Tụi mày đâm chém có té vàng có té bạc gì hay không mà tới hẹn mấy thằng cu hồn. Trong game này tao hiên ngang như nhà vua, một lũ sâu bọ chỉ biết ngậm đắng và thua. Ra trên con biết mà cứ tưởng là mình cool, ngu thì chết mẹ đi năm ơi đừng có sổ. Muốn biết với tao thằng lùng năm nếu có cửa, đầu ba đầu mẹ mày tao gác hai bàn chân. Vậy con quả đất này tao chỉ cần na thêm xác, hôm nay con quả gặp tao là con nghiệt sốt này xơi. Thì tao có giờ lại muốn gửi tới mày nè thằng lòn. Cái bài thằng lòn xỉ gá là tao diss Lewy Wee, chúng ta có diss cái thằng cha con đỉ mẹ mày đâu mà mày nhọt vậy hả? Hay mày là con đàn bà tới tháng nên mày nhạy cảm? mà mày rap cũng cháy, cháy khen ho á. Nhưng mà bài sao mày có rép á, mày nhắc mẹ tao một lần nữa là đủ má tao lo cái da phả mày ra tao ỉa lên luôn nha con chó. Vậy nha. Bye.